Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, đây là bộ ghế Louis Hoàng Gia thuộc phiên bản V2 trên chất liệu gỗ hương đá, đã chính thức được hoàn thiện xong cả công đoạn mộc quý anh chị nhé, và bao gồm luôn các công đoạn tỉa tay trên các bản trương. Hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người về bộ ghế này một cách chi tiết nhất, để tất cả quý anh chị khách hàng nếu như có quan tâm thì quý anh chị sẽ thấy được cái sản phẩm này một cách rõ ràng và chi tiết. Tiêu chuẩn của bộ ghế này được Mộc Nam Huy cho anh em đục tay quý anh chị nhé, đục tay lại hết các cái bản trương và các cái bản cánh gà, thế nên thì sẽ rất là dễ dàng để quý anh chị có thể nhìn thấy được từng đường nét của bông hoa hồng cho tới các đường nét hoa lá tây, nó sắc và nó nét như thế nào, nó khác biệt với bất kỳ các cái sản phẩm nào, đục máy nào mà quý anh chị đã xem từ trước đây quý anh chị nhé. Hơn nữa, đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn là các bản tay là tay đặc nguyên khối và mặt ván, tất cả các món 6 món luôn đều có các cái bản mặt vân cực kỳ đẹp quý anh chị nhé. Không những đẹp mà nó có những cái mặt, nó còn có cả lưu nữa cơ. Bộ ghế này thì Mộc Nam Huy xin được chia sẻ thêm cho khách hàng có thêm một chi tiết nữa, đó là đục luôn cả các phần mặt sau trên cả chiếc ghế đơn này, cả chiếc ghế băng, là mặt sau được đục như mặt trước quý anh chị nhé. Mặt trước nó có cái nét gì thì mặt sau nó có cái nét đó, tuy nhiên mặt sau thì đục nó sẽ nông hơn. Chiếc ghế băng dài có kích thước nó cũng nhỏ gọn hơn một chút so với cái mẫu Hoàng Gia, mẫu Hoàng Gia 1 quý anh chị nhé. Chiều dài của bản băng là 2m4, chiều cao là 1m38 và chiều sâu là 73. Vậy thì cái chiều dài nó ngắn hơn một chút so với cái mẫu Hoàng Gia đời đầu ấy, đời 1 ấy quý anh chị nhé. Ngắn hơn một chút. Với cái bản trương được Mộc Nam Huy làm ở đây là bản trương 8 quý anh chị nhé, được đục chạm các họa tiết bông hồng và các họa tiết hoa lá tây, và những cái đường nét nó nhỏ tí như thế này đó, được Mộc Nam Huy cho anh em tỉa tay nhé, nó rất là sắc và rất là nét. Ở trên các cái bản chuỗi này đáng lý ra là không có các cái chi tiết nhỏ này đâu, nhưng mà Mộc Nam Huy cho anh em đục tỉa cho nó thêm nét quý anh chị nhé. Và quý anh chị chỉ cần nhìn qua cái phần trương này thôi thì khẳng định luôn đến quý anh chị một điều, đó là dù là các anh chị có hiểu về gỗ hay không, hay là các anh chị có hiểu về các cái chi tiết đục chạm hay là không, thì chắc chắn là quý anh chị cũng sẽ thấy nó rất là đẹp quý anh chị nhé. Đó là cái bản trương. Đó, bản trương được đục liền, đục tay liền theo với cái bản cánh gà. Đó, bản cánh gà cũng cho anh em đục tay lại luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Với cái mẫu Hoàng Gia này thì quý anh chị nhìn cái bản tó thì nó khác hơn một chút. Nó có các cái phần gân guốc hơn. Đó, và nó có cái phần mà nó sắc sảo hơn rất nhiều so với mẫu Hoàng Gia đời đầu quý anh chị nhá. Và trên đây là cái bản trương. Trên chiếc ghế băng này, đó là cái bản trương liền quý anh chị nhá. Và bản trương liền đây thì Mộc Nam Huy đo luôn cho quý anh chị khách hàng coi, là bản trương 40 phân quý anh chị nhá. Đó, một bản trương liền rất là đẹp. Các bản vách tựa được Mộc Nam Huy làm là các bản vách tựa có cái độ dày là 3 phân. Đó, xung quanh thì cũng có các cái họa tiết hoa lá tây. Đó, và có các cái bản khung. Bản khung của mẫu Hoàng Gia này đặc biệt ở một chỗ là nó được đục chạm và lọng thủng luôn các cái chi tiết. Vậy lên thì nhìn anh chị nhìn cái mặt sau ấy, chúng ta nhìn thấy ngay. Nó rất là nổi quý anh chị nhá. Đó, và các cái chi tiết hoa lá tây cũng vậy. Nói chung là cái mẫu này thì nó thiên về đục chạm. Tiếp theo thì về phần mặt ván với các cái phần khung rất dày. Khung 4, ván 2 rất là dày rồi đúng không ạ? Và các cái bản chỉ cổ được làm theo dạng 3 tầng. Với bộ ghế này thì nó cũng thiên về cái độ đục chạm, khi mà các cái bản vai ghế đấy cũng được Mộc Nam Huy đục và lọng thủng các cái chi tiết. Cho nên là bộ này thì nó rất là đẹp đấy quý anh chị nhé. Nhìn về tổng quan cho đến chi tiết thì đây là một bộ rất đẹp. Tiếp đến thì bộ này được làm với tiêu chuẩn bản tay là bản tay đặc nguyên khối. Tay đặc nguyên khối, không có ghép gì hết quý anh chị nhé. Đó, tiêu chuẩn rất cao. Và đây mặt sau đây, quay lại một chút cho mọi người xem cái phần mặt sau. Đó, rất là đẹp nhá. Ở đây là một bộ ghế mộc mà bên xưởng Mộc Nam Huy chỉ có xịt qua một lớp nước thôi để cho mọi người xem cái màu sắc và xem vân cây. Ghế đơn, đây là chiếc có kích thước như sau. Bề rộng là 94, bề cao là 1m38 và bề sâu là 73. Và vẫn tiếp tục có một cái bản trương, hay còn gọi là bản tó ghế của các anh em miền Nam. Miền Nam thì gọi là tó, còn miền Bắc thì mọi người chúng ta gọi là trương. Quý anh chị cùng xem nhé, các cái bông hoa hồng này nó đục tay đến một cái nét mà chúng ta có thể nói là hoàn hảo luôn. Có thể nhìn từ bất kỳ cái góc nào, từ trên xuống, từ dưới lên, hay là nhìn trực diện,
thì thực sự để mà nói là nó đục rất là sắc quý anh chị nhá, rất là có hồn. Với cái sản phẩm này thì Mộc Nam Huy xin khẳng định luôn là quý anh chị dù có biết và có hiểu về nó hay không thì cũng xin khẳng định luôn nó rất là đẹp quý anh chị nhá. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là người có cái mắt thẩm mỹ, có khiếu thẩm mỹ hơn thì quý anh chị nhìn là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, đó là về cái ghế đơn nhá. Ghế đơn này thì cũng tiếp tục là cái bản tựa, cũng là bản tựa dày 3 phân. Bản tựa là để trơn ở giữa, xung quanh đục chạm các họa tiết hoa lá tây. Trên hai ghế đơn thì nó có một cái chi tiết như này, là bản trương này là Mộc Lam Hy Lan, bản trương ghép nhá. Bản trương này được làm từ 2 miếng. Và bản trương này thì nó có cái chiều cao đo luôn trực tiếp cho quý anh chị coi. Bản trương là 42 phân quý anh chị nhá. Đó. Và vẫn tiếp tục là mặt ván khung tranh 42, tay đặc nguyên khối. Nói chung là cái ghế băng nó như nào thì cái ghế đơn là như vậy. Cái mẫu Hoàng Gia V2 này thì mọi người có thể để ý rằng là các cái bản tay khuỳnh này nó khuỳnh nhỏ hơn và cái độ rộng của nó nhỏ hơn một chút so với mẫu Hoàng Gia 1, nhưng mà các cái chi tiết của nó thì phải nói là chúng ta đi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy là nó đẹp hơn rất nhiều. Và cái mẫu này thì nó cũng dành cho những anh chị khách hàng mà thích Hoàng Gia, nhưng mà với các cái chiều dài của bản băng của mẫu 1 ấy, nó tới 2m6 và ghế đó, hàng nó rất là lớn, đa phần thì cũng có anh chị dùng được nhưng mà cũng có nhiều không gian nhà thì cũng chả dùng được. Thế nên là cái mẫu Hoàng Gia này là dùng cho những khách hàng là như vậy quý anh chị nhé. Đó, cái ghế đơn thứ hai này đó, bông vân cực kỳ đỉnh. Chiếc bàn được làm theo kích thước bề rộng 75, bề dài là 1m47 và mặt bàn cũng được đục chạm các cái họa tiết hoa lá tây. Đó, và mặt bàn khung tranh thì quý anh chị nhìn thấy rồi, đó, các cái bản khung tranh nó dày, khẳng định luôn đến quý anh chị là 42 thì quý anh chị dùng cực kỳ sướng luôn. Có thể nói là các cái bản khung tranh 42 này dùng nó sướng và nó an toàn hơn là cả các cái bản mặt liền 2 phân đấy quý anh chị nhé. Mặt liền 2 phân và 3 phân chưa chắc đã bằng các cái mặt khung tranh như thế này. Chiếc bàn nối có chiều dài 75, chiều rộng là 45. Bàn nối và chiếc bàn dài thì đều là có hộp kéo đầy đủ quý anh chị nhé. Và tất cả các cái bản dạ này, bản dạ này ở trên cả bàn ghế đôn băng thì xin lỗi quý anh chị, trên bàn ghế đó, bàn và băng và ghế ngồi là đều được lọng thủng hết, trừ ra một cái ghế em út thôi, là cái đôn này là không có lọng, do cái vai của cái đôn này là nó thấp quý anh chị nhé. Đó, và mặt vân đấy cũng coi quý anh chị coi hết rồi, mặt vân của bộ này rất là đẹp. Hiện trạng thì đây là bộ ghế đang có sẵn tại xưởng, trạng thái là của sản phẩm vẫn là mộc hết 100%. Quý anh chị khách hàng nếu như có nhu cầu, vui lòng có thể tới xưởng của Mộc Nam Huy cùng tham khảo, kiểm tra và cùng ký nhận trước khi sơn. Đây là một cái sản phẩm, là sản phẩm mẫu quý anh chị nhé, sản phẩm mẫu. Và giá được hoàn thiện bộ ghế này là 69 triệu sơn hoàn thiện, tặng kèm kính bật bàn và hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng trong phạm vi là 30 cây. Xin được lưu ý, vui lòng quý anh chị hãy xem kỹ cái video và xem kỹ các cái chi tiết của sản phẩm để chúng ta cân đối nó đến với giá cả. Có những cái chi tiết mà nếu như quý anh chị bỏ qua thì quý anh chị sẽ không thể nắm được là cái giá của nó đi tới đâu. Ví dụ như là các cái bản tay đặc nguyên khối như này, đấy, so với tay thường là chênh lệch giá nhau rất nhiều. Khung tranh 42 so với khung tranh 3 với phần rưỡi nó cũng khác nhau rất nhiều. Và nhiều nhất như cái bộ ghế này nó có được đó là tiêu chuẩn đục tay, đục tay lại, đục tay với đục máy nó cũng khác nhau rất nhiều quý anh chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này với Mộc Nam Huy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip tiếp theo nhé.